Huynh và Ngô đệ giống như là tri kỷ với nhau. Huynh ơi, huynh đừng có dối lòng. Ngô huynh á còn nặng tình hơn huynh nữa đó. Nè, muội nói úp úp mở mở cái gì vậy? Giống như là muốn ám chỉ điều gì đó thì phải. Huynh có biết tại sao Ngô huynh từ chối tình cảm của muội không? Là vì đời ấy không yêu muội. Mà huynh có biết tại sao Ngô huynh không yêu muội không? Là vì cái đó phải hỏi Ngô đệ chứ sao là hỏi huynh. Tại vì chung phận má hồng đó, không có thể đáp lại được. Chung phận má hồng? Muội nói vậy là sao? Trời ơi, sao mà huynh ngờ ngợt quá à? Hay là cố tình lấy tay che mắt mình? Ngô huynh đúng thật là nữ nhi cải nam trang vào đây để theo học. Cô ta... Ủa, huynh, huynh làm sao vậy? Muội nói sao? Ngô đệ là nữ nhi. Đệ cái gì mà đệ? Đó là Ngô tiểu thư, con của ông Ngô ở trấn Vĩnh Thanh đó. Là Ngô tiểu thư?